Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Hình như dạo này Nu có hơi tròn trịa ra một tí đúng không? Dạ. Nu có muốn học một khóa huấn luyện cùng với các bạn để lấy lại những gì đã mất không? Dạ xin thưa rằng cũng ham lắm nhưng mà không chịu cực nổi. Nu giỡn thôi, không biết là những cái lịch diễn gần đây của Nu khá dày và Nu ăn đêm, thế là mặt hơi tròn thôi. Nhưng sắp tới một cái live show đặc biệt của Nu sẽ diễn ra, mọi người sẽ thấy Nu rất là gầy và tôi tin chắc như vậy rồi. Nói chung là mỗi người sẽ có một cách giảm cân theo cái bí quyết của họ. Và cái thí sinh này cũng là một trong những thí sinh mà duy trì được cái độ giảm cân mà rất là tốt. Thậm chí anh ta là thí sinh của bước nhảy ngàn cân, nhưng hổng chừng là đến tuần thứ năm này anh ta ốm hơn Nu rồi. Thành thế ra bây giờ chúng ta cùng theo dõi. Đó là ai? Thưa quý vị, đó là một thầy giáo vật lý. Và bạn Lộc Vượng sẽ biểu diễn ngay bây giờ. Bọn mình đã phải trải qua một cái thử thách cực kỳ khắc nghiệt nhất từ đầu chương trình cho đến giờ. Có người đã ngất, có người là đã khóc, có người đã quỵ ngay ở trên sân luôn. Bài tập mà mình cực kỳ sợ đó chính là chinh phục là những cái lốp xe cực kỳ to như thế này. Nó làm cho mình quá là mệt và mình không được nghỉ ngơi một tí nào hết. Đôi tay mình chả còn tí sức lực nào nữa, như là kiểu bị căng cứng lại hết. Trong những lúc như thế là mình hô to tên của vợ mình. Đã có những lúc ở đầu óc mình là quay cuồng lên, không nghĩ được một cái gì nữa. Nhà thì mình là một người hết sức là hiền, toàn vợ mình quát mình chứ mình không biết là quát vợ cả. Nhưng mà trong tuần này mình sẽ phải vào vai người chồng vũ phu, mặt mình lên sân khấu lúc nào bị đơ. Mà mỗi lần mặt mình đơ ra thì Ngọc Anh lại hét lên. Cái điều này mình nghĩ là cũng có lý do luôn. Bởi vì trong 4 tuần vừa qua là mình hết sức là mờ nhạt, chưa thể hiện được hết mình ở trên sân khấu. Nhưng mình sẽ cố gắng để tạo ra một sự bùng nổ. My own business. In storms my husband Wilburn in a jealous rage. You've been doing the milkman, he says. He was crazy and he kept on screaming. You've been doing the milkman. And then he ran into my knife. He ran into my knife 10 times. The dirty bomb, bomb, bomb. Lộc Vượng và Ngọc Anh. Đây kịch tính và rất chuẩn mực. Một tiết mục tôi xem mà nổi hết cả da gà ấy. Không nghĩ là bạn có thể tiến bộ được nhanh như thế. Thấy là những cái mũi em đỏ đỏ là diễn là bị bầm hay sao? Mũi em đỏ đỏ đó mới bị đập luôn á phải không? Trời đất ơi, thấy thương không? Thấy quý vị thấy không? Nghệ sĩ tôi khổ lắm. Diễn đôi khi quên cả thân thể. May mắn là mũi không có sữa đó chứ. Tôi thấy là bên dưới là giám khảo Đàm Vĩnh Hưng với lại Nu Phước Thịnh cũng có vẻ rất là thú vị với bạn nha. Xin mời anh Đàm ạ. Có thể nói là một bài thi không tìm ra một cái chỗ dư nào cả. Chỗ nào cũng đáng xem, từng giây từng khoảnh khắc một. Ngay từ khi bước ra cho tới kết thúc bài thi, những cái động tác dựng lên nó hoàn toàn thuyết phục. Nó đúng với nội dung câu chuyện. Và cái cách mà tụi em dùng tay ấn xuống rồi Ngọc Anh hớt mặt qua một bên, nó giống như là những động tác tưởng chừng như là bị cô gái bị đánh, bị tra tấn rất là nặng đô, nhưng đó là những cách rất là thông minh để mà sắp đặt được những cái động tác đó. Thì phải nói là trước tiên về bài dựng này là tuyệt vời. Cái thần thái của Lộc Vượng vào vai một cái người rất là nhẫn tâm và lạnh lùng và nó vũ phu như vậy đó, không hề trật tí nào luôn. Đó, cái mặt em ác kinh khủng và nó dã man, những cái dứt khoát theo cái nhạc, cái beat mà nó
dằn lúc nào mà làm theo cái đó nó rất là chuẩn. Nói chung đối với anh thôi, chưa biết người khó tính này như thế nào, nhưng đối với anh là một tiết mục rất đáng để xem, rất đáng để vỗ tay nhiều thiệt nhiều. Cho anh hỏi là tiết mục này ai dựng vậy Ngọc Anh? Em biên đạo ạ. Xuất sắc quá, trưởng thành hơn rất nhiều. Và cái khả năng biên đạo của bạn đã lên một cái đẳng cấp mới rồi. Núi Phước Tĩnh thì sao ạ? Đúng, như anh Trấn Thành nói, chúng ta phải khen cho cái người partner của anh. Anh rất may mắn khi mà có một bài dựng như thế này. Đó. Tại vì á, cái bài dựng nó không chỉ đơn giản ở cái nội dung không, mà nó còn trúc trắc ở những cái kỹ thuật, cũng như là trúc trắc ở những cái mà tìm những cái điểm để cho anh tỏa sáng cái chỗ đó. Chẳng hạn lúc mà anh bước tới cô gái đang nằm ở dưới đất, bước tới em chỉ sợ là anh đạp chết cô thôi. Rồi chẳng hạn như là cái tay của anh khi mà anh dứt về thì từng cái động tác nó phải chính xác từng chút một. Ngày hôm nay rõ ràng anh đã làm rất là tốt, và nhịp nhạc tất cả mọi thứ anh giữ đều cái áp suất và cái tiến độ, cái nhịp độ của cái câu chuyện này, và anh làm cho người xem hết cái bất ngờ này đến cái bất ngờ khác. Và anh Trấn Thành biết không, em nghĩ là thế mà anh này có ốm xuống thì cũng không ốm hơn em đâu, vì anh sẽ đô hơn, to con hơn, nhìn cái bắp tay là thấy chuột rồi đó. Em biết tại sao nói như vậy không? Đây là mục tiêu của bạn ấy. Bạn ấy nói với anh là bạn ấy sẽ phải ốm hơn em cho bằng được. Ốm hơn Nu thì không ốm được đâu. Như vậy em cố gắng nhé, để làm sao mà sau cuộc thi này em sẽ đến ngang Nu Phước Thịnh và nói rằng là Nu ơi, mình đã ốm hơn bạn, nhưng được cái mình cao hơn bạn. Cân nặng của Nu bây giờ là 58kg. Còn em là bao nhiêu? 82kg. 85. Anh Thành bỏ đi. Anh Thành hả? Dạ. Ừ, bỏ luôn đi em. Dạ. Quan tâm tới anh làm gì? Quan tâm sao quan tâm? Tại vì để biết coi em được mời vào trong chương trình này thì em phải là như thế nào, có phù hợp với nội dung hay là cái chương trình chúng tôi tổ chức hay không. Và muốn á, và muốn ốm, và muốn trước khi muốn ốm như Nu thì phải ốm như anh Thành trước đã. Yeah. Rồi sau khi ốm như Nu xong rồi phải đạt đến cái đỉnh cao này nè. Trời ơi. Đó, là xương quai xanh, xương hàm nó phải khuya rồi như vậy đó. Mà anh em mình còn xịt nước qua cho người nhau nhiều quá. Thưa quý vị, biết tại sao là hôm nay anh Đào lại mặc một chiếc áo như vậy không? Cho đỡ lạnh. Không phải, cổ anh ấy đã bắt đầu có một số thứ còn phải che rồi, nên anh ấy phải lấy cái khăn che lại. Dạ thưa không. Dạ. Vì hôm nay là chủ đề nhạc kịch, tôi quyết định mặc đồ giống như nhạc kịch rồi. À, dạ vâng, dạ vâng. Thưa quý vị, có lẽ là tôi nghĩ sai. Vâng. Sai chứ sao không sai. Dạ. Về cân nặng của Thành thì tuần trước thì khoảng 70. Trước đây 2 năm thì sao anh? Trước đây 2 năm thì đó là một câu chuyện xa vời em ạ. À. Ừ. Anh quên mất hết rồi, ký ức anh mong manh lắm. Ừ, nó dễ tan biến lắm em. Tuần trước thì khoảng 70. Tuần này em đã 68, em xuống được 2kg rồi. Dư là tuần sau sẽ xuống 2kg nữa. Khó lắm. Em cũng nghĩ là khó đó. Nhưng vì Trấn Thành là một người rất là biết ăn uống, biết chọn những thứ ngon nhất trên đời này để ăn. Thường xuyên giới thiệu cho Hưng rất nhiều nơi, nhưng Hưng không bao giờ bị rơi vào bẫy của bạn ấy cả. Và mọi người có biết không là người mà đang yêu á, dễ mập hơn là người không yêu. Nu, em tự tố cáo mình hả? Em đâu có đang yêu đâu anh. Sao em đang giảm lên? Cân mà. Mập là do uống thuốc. Uống thuốc sốt á, nó giữ nước thì mập thôi. Tại sao phải sốt? Người ta hay nói là yêu nhiều ốm, ôm nhiều yếu. Em sốt là do em yêu, đúng không? Anh Đào rất là rất thích thú với câu chuyện này. Chúng ta quay trở lại với chương trình. Cho anh, cho thấy sao? Đây là nhạc kịch Broadway Chicago. Một cái nhạc kịch anh yêu thích nhiều nhất. Thì cái đòi hỏi của anh trong cái bài này nó rất là cao. Mỗi tuần anh cần cái gì chắc hơn, ha sạch hơn, ha diễn tốt hơn, ha bớt đơ. Và hôm nay em tiến bộ rất là nhanh. Bài rất tốt, rất rất tốt. Và có một câu mình lâu lắm mình chưa nói đó. Wow. Just wow. Tại vì cho có hai trường hợp các bạn. Đó là wow là hay quá. Cũng có là wow dở quá. Cũng hai trường hợp thì không biết trường hợp nào. Đấy, đấy. Nếu như quý vị ở nhà mà cũng wow thì chúng ta hãy nhắn tin để dự đoán xem là họ có được giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất của tuần hay không. Chúng ta soạn BN khoảng cách 03 và gửi về 8369. Mỗi một tin nhắn sẽ là 3.000 đồng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm số của người vừa wow. Mời John. Wow. Wow. 10 điểm, chúc mừng bạn. Bạn đam. Wow. Wow. Đúng định làm cái wow luôn coi. 1, 2, 3. Wow. Wow. Không, cái này wow nè. Sao tự nhiên chính? Thì em là giám khảo, em có quyền. Ừ. Yeah, em đẹp. Thôi giờ có quyền thì biết nói sao giờ. Em à, anh biết là người ta có vẻ là không thích em ốm hơn người ta, anh nghĩ vậy. Thôi thì người ta là giám khảo, người ta có quyền biết nói sao giờ. 9,7 là điểm số trung bình để từ giám khảo, thưa quý vị. Hy vọng là điểm giảm cân cũng sẽ đưa bạn lên một cái con số thật là cao. Mời bạn. Cân nặng cũ của bạn là 82,6kg. Và cân nặng hiện tại là 79,8kg.
Bạn xuống được 2 ghi 8, tương đương với 3.4%. Và tổng điểm là 13.1. Bạn với Xuân Lộc. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Hân hạnh đồng hành.